Đối với chị em phụ nữ mà nhất là các bà nội trợ lo công việc bếp núc hàng ngày sẽ thường xuyên gặp khó khăn trong việc vệ sinh bồn rửa bát. Như đồ ăn thừa khi đổ xuống chậu rửa bát sẽ rất bẩn, gây ứ động rác và làm tắc đường ống dẫn nước. Hiện nay với sự xuất hiện của phễu lọc thức ăn thông minh, bạn sẽ thấy bồn rửa rất sạch và không bị tắc nữa. Phễu lọc thức ăn thông minh là sản phẩm tiện dụng cho căn bếp của mọi nhà, dễ dàng lọc thức ăn một cách nhanh chóng nhất, giúp ngăn ngừa tình trạng nghẹt cống và giữ vệ sinh cho không gian bếp luôn sạch đẹp. Phễu lọc thức ăn thiết kế các dạng hình phễu, bộ lọc có thể tháo rời sau mỗi lần lọc và được gắn cố định với hút chân không mạnh mẽ. Phễu lọc thức ăn được thiết kế với vành rộng, che kín thành mép bồn rác. Đây là sản phẩm tiện ích có lỗ thoát nước thông minh không lọt cặn. Thức ăn được giữ lại một cách dễ dàng, đặc biệt chúng còn giúp đựng được các vật dụng nhỏ như dụng cụ rửa chén, giúp không gian bếp trở nên sạch sẽ và gọn gàng hơn. Phễu lọc thức ăn rất hiệu quả trong việc lọc các bã cặn trong bồn rửa chén, tránh tình trạng nghẽn nước. Phễu được sản xuất với chất liệu tốt làm bằng nhựa PVC cao cấp, giúp người tiêu dùng có thể sử dụng nhiều lần. Hơn thế, sản phẩm được thiết kế thông minh, có thể tự đứng mà không cần hỗ trợ. Với kiểu dáng đơn giản, dễ dàng sử dụng, phễu lọc thức ăn chắc chắn sẽ đem lại những trải nghiệm tuyệt vời, khiến cho chị em phụ nữ thật sự hài lòng. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn với những video tiếp theo nhé.